Nhã Phương lao đao giữa scandal, phía công ty ngầm chỉ trích đạo diễn 1990 không chuyên nghiệp. Sau bao lần úp úp mở mở, phía đạo diễn Nhất Trung đã xác nhận nữ diễn viên bị anh tố bệnh ngôi sao chính là Nhã Phương. Sau khi đạo diễn phim 1990 lên tiếng, Trường Giang bất ngờ khoe bức ảnh cả nhà đón sinh nhật và gửi lời động viên bà xã. Dù xuất hiện với biểu cảm khá buông bã trong tiệc sinh nhật chồng, nhưng Nhã Phương lại gây chú ý khi chuẩn bị bánh kem và có hình ảnh đặc biệt dành riêng cho Trường Giang. Trên bánh kem của nam MC có ảnh đôi vợ chồng già tựa đầu vào nhau cùng hát ca trông rất thảnh thơi và bình yên. Đáng chú ý, hình ảnh người chồng trên chiếc bánh sinh nhật có phong cách ăn mặc rất giống Trường Giang. Có lẽ bà xã nam danh 20 khó đã ngầm nhắn nhủ, mong hai vợ chồng có thể bước bên nhau trước sóng gió trong showbiz và nắm tay đi đến đầu bạc răng long. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn hé lộ cách gọi Trường Giang ngọt ngào là bà tí. Trong buổi sinh nhật ấm cúng, nam danh hai động viên bà xã: "Cảm ơn hai mẹ con, gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny. Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm." Với một chia sẻ ngắn gọn mà dạt dào tình cảm, tuy không giải thích hay trực tiếp bênh vực Nhã Phương, nhưng Trường Giang vẫn khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào. Anh luôn chứng tỏ mình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ yên tâm trở về sau những bộn bề của cuộc sống. Giống như Nhã Phương từng tiết lộ, ông xã khẳng định, Phương khổ thì không có ai sướng. Trước đó, trưa 19 tháng 4, đạo diễn Nhất Trung đăng tải đoạn clip của Nhã Phương và Quang Tuấn trong phim 1990. Không lâu sau đó, anh xác nhận nữ nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao khiến anh bức xúc và chỉ trích thời gian gần đây chính là Nhã Phương. Phía công ty quản lý Nhã Phương trả lời văn bản với nội dung: "Chúng tôi là E-Stars, đơn vị quản lý nữ diễn viên Nhã Phương. Về các vấn đề liên quan đến diễn viên của phim 1990 đang lan truyền trên mạng xã hội và được truyền thông đưa tin gần đây, chúng tôi xác nhận một số vấn đề lớn như sau. E-Stars là đơn vị toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ, từ lịch trình, nội dung công việc, quản trị mạng xã hội, bao gồm fanpage, TikTok, Instagram. Riêng với dự án phim 1990, từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này, tất cả mọi việc liên quan đều do nhà sản xuất làm việc và trao đổi thông qua công ty quản lý Nhã Phương, không làm việc trực tiếp với diễn viên, trừ khi làm việc về diễn xuất và kịch bản. Vì vậy, mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương. E-Star sẽ khẳng định, diễn viên Nhã Phương đã và đang thực hiện đúng mọi nhiệm vụ của mình với tư cách là diễn viên. Toàn bộ phần việc liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm cả hoạt động quảng bá phim, là trách nhiệm sắp xếp của công ty. Bản thư này, chúng tôi xin xác nhận, E-Star là đầu mối làm việc duy nhất và chính thức của Nhã Phương với nhà sản xuất phim 1990 và là đơn vị quyết định về các vấn đề mà nhà sản xuất đang đưa ra trên mạng xã hội gần đây." Đại diện Nhã Phương cho biết rằng họ sẵn sàng trao đổi, đối thoại với nhà sản xuất phim 1990 về các vấn đề liên quan để dự án diễn ra tốt đẹp. Công việc này được thực hiện chính thức qua các phương tiện truyền thông giữa các đối tác với nhau như họp trực tiếp, trực tuyến, email, điện thoại và thậm chí là nhắn tin trực tiếp, chứ không thể và không nên dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin chưa đầy đủ và thậm chí thiếu thiện chí. Phía công ty quản lý ngầm chỉ trích thái độ làm việc không chuyên nghiệp của đạo diễn 1990. Đồng thời, đại diện Nhã Phương cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhà sản xuất phim và luôn cố gắng sắp xếp mọi chuyện liên quan một cách tốt đẹp nhất. Cuối cùng, họ khẳng định sẽ không phản hồi qua mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông về thông tin được đưa ra một phía từ nhà sản xuất. "Đó là sự lựa chọn trong tác phong làm việc của chúng tôi. Mọi giải thích, phân tích đúng sai nếu có sẽ được xử lý trực tiếp với đối tác." Với từng lời lập luận trong thư ngỏ của đại diện quản lý của Nhã Phương, có thể thấy phía công ty không đồng tình với cách làm việc của đạo diễn phim 1990. Đồng thời, họ khẳng định muốn trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất về vấn đề liên quan chứ không mang lên mạng xã hội. Đại diện của đạo diễn cũng lên tiếng. Trên Facebook của anh Trung, nhiều nhà sản xuất, đạo diễn cũng bình luận đồng tình. Họ phải có sự bức xúc thật mới chia sẻ thẳng thắn như vậy. Từ khi lên tiếng, chúng tôi vẫn chưa hề thấy thiện chí hay muốn thay đổi của diễn viên đó. Bạn ấy chưa nói một lời nào cả. Hôm 17 tháng 4, khi phim thông báo giờ lịch chiếu, bạn ấy phản ứng bằng cách đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân. "Chúng tôi đợi cả ngày, vẫn không thấy bạn ấy đăng bài giờ lịch." Công ty của bạn trả lời báo chí là mọi bài đăng do công ty quyết định. Vậy tại sao Diễm My, diễn viên cùng công ty với bạn vẫn chia sẻ thông tin về phim? "Sự việc này là đỉnh điểm. Quá nhiều lần chúng tôi phải diễu hòa vi quý với bạn ấy, nhưng đến mức này thì không thể chấp nhận được nữa." Theo phía đạo diễn phim 1990, nguyện vọng của anh là công khai sự việc là để thẳng thắn nói chuyện với Nhã Phương. Từ đó, cả hai có thể bàn bạc lại về việc hợp tác quảng bá cho bộ phim 1990. Bên cạnh đó, ekip cũng phủ nhận việc lấy scandal này để quảng bá phim, bởi lẽ hiện tại, tác phẩm vẫn chưa ấn định lịch ra rạp. Mặt khác, việc này trái lại còn khiến khán giả phản ứng tiêu cực về bộ phim.